Có phải anh Thu là để lại cái đăng ký cần tư vấn về bệnh lý u mỡ đúng không ạ? À, anh nói tình trạng bệnh nhé. alo. Vâng, thì anh u mỡ là phát hiện lâu chưa anh? Đến có một tháng nay là mấy ngày chứ mang tay là bác sĩ. Ừ, tức là trước đây là nó có mình sờ vào là đã thấy chưa? Lâu chưa? Sờ vào nó có cục nhỏ 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 đây ạ. À thế à? Mà mình có sử điều trị phương pháp nào không? Dạ thì giờ em chỉ uống kháng viêm thử coi nó có xẹp hay không thôi. Tại vì bữa nay nó sưng to lắm. Bữa trước là nó nhỏ nhỏ là bữa nay nó Ừ. sưng to rồi. Sưng lên có cảm thấy đau không? Nắng vô thì cũng thấy nó đau đau ạ. À, anh Thu là bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 33 tuổi ạ. À thế à rồi. À, anh ơi thế thì cái vấn đề của mình chính nó nguyên nhân thì nó cũng không rõ đâu. Thì thực ra là cái u mỡ nó là cái dạng bọc dịch gần như là cái lớp mỡ mỏng ở dưới da ấy. Đấy. Nó hình thành lên dần dần là khối u nó sẽ gia tăng kích thước theo thời gian. Nếu như anh ăn thường xuyên ăn thịt đỏ như thịt bò, thịt chó, đồ đạm nhiều nó sẽ gia tăng kích thước. Và thứ hai là mình đi ngủ muộn. Vấn đề này do cũng một phần do cái nội tiết tố của anh nó không được ổn định. Đấy, anh nên là cố gắng cân bằng, mình nên đi ngủ sớm nhé. Và thứ hai là ăn uống thật là tốt để mà nó về cái vấn đề còn mình tìm những cái biện pháp để khối u nó tiêu đi. Chứ tránh để nó gia tăng càng to nhìn rất là mất thẩm mỹ, và càng to lên nó sẽ viêm sưng và nó chèm miết vào dây thần kinh khiến cho mình hơi đau đấy. Có thường xuyên nhậu không anh Thu? Không biết uống rượu ạ. À thế là tốt quá. Rồi rồi, cái này thì sẽ tốt hơn nhiều bệnh nhân u mỡ. Có nhiều bệnh nhân người ta mọc u mỡ khắp người ấy, của mình là ở một cái ở lách thôi đúng không? Hay là cứ ở vâng, nó to khoảng bằng lần nào? Có 10 10 là 10 có cũng cũng to to hơn bình thường, nói chung là nó cũng sưng Bằng lên ngón ạ. chân cái hay bằng ngón tay cái? Chưa bằng ngón ngón mắt cá đâu ạ. À thế Nó à? nhỏ hơn tí. Vâng. Là bữa ta thịt bò đi hả Thịt bác sĩ? bò, thịt chó này, đồ chiên xào dầu mỡ nhá, là mình hạn chế nhá. Vâng.